Nấm bệnh luôn là một vấn đề khiến bà con phải đau đầu, làm ảnh hưởng tới năng suất cũng như là tính thẩm mỹ của cây, khiến cây trở nên suy yếu. Để bảo vệ cây trồng, hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Daconil 500SC. Đây là một sản phẩm chứa thành phần chlorothalonil, là một trong những hoạt chất hiệu quả và lâu dài trong việc kiểm soát các loại bệnh gây hại trên cây trồng. Daconil đã được đăng ký sử dụng hơn 80 quốc gia. Sản phẩm này nổi bật với khả năng bám dính tốt ngay cả trong mùa mưa và chưa ghi nhận hiện tượng kháng thuốc trong hơn 40 năm qua. Điều trị được một số bệnh trên cây trồng như mốc xương, sương mài, thán thư hay thậm chí là các bệnh như đốm lá, thối quả, phấn trắng. Điều trị đau ôn, khô vằn và lem lép hạt trên cây lúa. Khi pha 10 đến 15 ml và bình 10 đến 12 lít nước hoặc 200 ml cho phi 200 lít nước. Liều lượng là 0,4 đến 0,6 lít trên 1 hecta, lượng nước pha là 4 đến 600 lít trên 1 hecta. Bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.